Vì để gặp được con gậy Trình Đại Lôi, Lý Uyển Nhi quyết định tham gia kỳ thi lục nghệ tri thức của thư viện Vạn Quyển, đến cửa ải thứ 3 là thi bắn. Nàng ta với trí thông minh của mình đã đoán được đề thi này có ẩn số, không do dự mà chĩa cung vào người ra đề, bắn một phát vào bộ giáp phía sau. Vật săn không cần nhiều, nằm ở quý giá thôi, ngươi không nói chỉ có thể bắn vào vật săn trong lồng sắt, nên ngươi đã bắn vào ngựa ngoài lồng, cũng không bảo phải bắn vào bia sống, cho nên tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể là mục tiêu. Trong khi đó cái bộ áo giáp ngươi cố ý đứng trước mặt, có giá đến mấy trăm ngân lượng, giá trị cao hơn so với tất cả các loại vật săn cộng lại, tiên sinh, không biết như vậy có được xem là qua chưa? Giám khảo áo xanh cười vui vẻ, trẻ nhỏ dễ dậy, chúc mừng đã qua ải. Tiếng thét kêu cứu vang lên, Ẩn Nương đang trực tiếp đè kiếm lên tiểu sư đệ, Uyển Nhi đen mặt, mấy con mắt nhìn nhau không chớp. Ẩn Nương, còn không mau thả người ra, Uyển Nhi xấu hổ dưới đầu Ẩn Nương đến xin lỗi, sau đó cả hai tiếp tục đi tiếp. Ẩn Nương thấy đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, rất khó đi, sợ Uyển Nhi không đủ sức nên có ý muốn cõng nàng ta đi. Hai người còn đang khách sáo, bên cạnh đã có tiếng trẻ con thúc giục, sư phụ bật nguồn mau, có người tới rồi kìa. Tiểu sư đệ tóc xanh còn đang cắn dở miếng khô gà, bên cạnh là thư sinh say đến quắc cần câu, thấy không thể gọi được cái lão nát rượu kia dậy, tiểu thư sinh chỉ đánh ngoắc họ đi theo. Bài kiểm tra thứ tư là ngự, thí sinh chỉ cần điều khiển chiến xa lên núi thành công, nghĩa là đã thông qua. Uyển Nhi kinh ngạc, đây là đang chơi hách có đúng không? Tiểu thư sinh bất lực, nội dung kiểm tra vốn là thi tốc độ xe với cái ông chú nát rượu kia, nhưng ông ấy say xưa thế kia thì có đánh rắm bên mũi cũng không dậy được, nếu không thì khi lái xe lên núi, không được để nước ở trong ly rơi ra ngoài, người lái phải có khí phách quân vương, cho dù gặp phải bất cứ tình huống gì cũng phải giữ được hình dáng, không được thay đổi, xin mời quý khách lên đường. Hai người cứ vậy mà cứng đờ tiếp tục lái ngựa lên núi, đến điểm cuối, ly nước vẫn còn nguyên. Tới cửa thứ 5, đề thi là hãy viết một câu rap học đường cho thư viện, Uyển Nhi rất nhanh đã hoàn thành, dĩ nhiên là dễ dàng được thông qua. Cửa ải cuối cùng, giám khảo còn tưởng không có ai qua được mấy cửa dưới nên nhất thời chưa nghĩ ra đề, nhưng người cũng đã tới. Hắn liền giao phó, ngươi giúp ta tính rõ khoản thuế một năm của thành Lang Nha ở Từ Châu, nếu tính rõ xem như đã hoàn thành kỳ thi. Những công việc này ở thành Cáp Mô Uyển Nhi đã làm đến xuất thần, chỉ cần lướt qua là có thể tính được. Tốc độ tính toán như máy, đến giám khảo cũng phải ngạc nhiên, một khắc sau đã thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng. Người kia dẫn bọn họ đến nơi ở của khách, dặn dò vài ngày nữa sẽ đi gặp phu tử, bắt đầu bài kiểm tra chọn đệ tử duy nhất. Uyển Nhi chỉ đơn giản muốn gặp Trình Đại Lôi, còn phu tử gì đó không ke cho lắm. Người kia ngạc nhiên, thế thì phải khiến ngươi thất vọng rồi, Trình Đại Lôi ở trên núi chỉ là dân thường giả mạo. Chính là hai người kia, bây giờ đa số khách mời đã tới, phòng khách cũng đã đầy, cho nên bọn họ được sắp xếp ở tàng thư lâu. Uyển Nhi buồn rầu, sau đó cáo biệt rời đi, người kia có chút tiếc nuối. Ngươi không dễ gì mới thông qua kỳ thi giành được cơ hội gặp mặt phu tử, dưới kia còn có hàng vạn người muốn có được slot này đó. Uyển Nhi không đáp, dưới chân núi tiểu đệ thấy bói hớt hải chạy lên, công chúa điện hạ xin dừng bước, đây là thư Diệp sư phụ bảo ta gửi cho ngươi, trong thư có nói. Công chúa điện hạ tha thứ cho bần tăng che giấu chuyện Trình Đại Lôi hàng pha ke ở đây, nhưng công chúa cứ ở đây nghỉ dưỡng vài ngày, tin tức ngài vào thư viện đã bị Tư Mã Thiến truyền ra giang hồ. Nếu như Trình Đại Lôi ở Từ Châu, hắn sẽ rất nhanh đánh hơi được mà đến đây tìm người, người cũng biết mũi hắn rất thính mà, cứ ở đây ngồi rảnh chân còn hơn đi tìm trong mù quáng. Hơn nữa mấy năm nay, ta nhìn thấy công chúa điện hạ còn nhiều nghi vấn và mơ hồ, có lẽ ngài có thể tìm thấy được một vài đáp án từ trong thư viện. Uyển Nhi thở dài, quay trở lại nhà nghỉ, làm phiền tiên sinh, xin hãy sắp xếp cho chúng tôi một nơi. Đại đa số người muốn lấy được lợi ích ở trong ván bài của loạn thế này, nhưng không phải bất cứ người nào cũng có tư cách ngồi lên trên bàn bài, nhưng mà bày sạp kiếm chút tiền thì cũng có thể. Vì thế mà dưới chân núi Vạn Quyển đã trở thành cái hội chợ từ lúc nào không biết, các văn võ giang hồ đến tham gia đại hội phục ma ngày càng đông. Fanboy của công chúa Minh Ngọc cũng theo tin mà tới đây, chỉ mong được một lần diện kiến idol của đời mình. Tư Mã Thiến dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội bán sách hiếm có, ngày ngày bày sạp bắt đầu kể chuyện đời ra ma thiên hạ, thu hút hàng trăm thính giả đến hóng. Những người được mời cũng đã dần đến, thế lực của đại hoàng tử, thế lực của Thôi Tương, bọn họ muốn nhân cơ hội này lôi kéo nhân tài thư viện về phe của họ, cũng thuận tiện nghe ngóng Trình Đại Lôi đang dưỡng thương ở nơi nào. Thế lực của Tư Giao Vương, Tiết Bán Xuyên trở thành nhân viên phát tờ rơi vô thời hạn, tích cực quảng bá hình ảnh Lý Hành Tai đến dân chúng, đồng thời tẩy trắng những tin đồn năm xưa nhằm chiêu mộ dân chúng đến với cùng đất Lạc Phượng sinh sống. Trong đêm tối, một đoàn người ngựa đông đúc vội vã theo hướng thư viện thẳng tiến, tiểu sư đệ còn tưởng không có ai đến nữa, hí hửng đóng cửa chuẩn bị về làm giấc, một đôi mắt nguy hiểm đã ngay lập tức chặn cửa lại, người mặt sẹo này là đại diện của Nhung tộc. Bọn ta theo lệnh của cửu hoàng tử Bắc Man Mộ đến tham dự chiêu mộ của thư viện. Tiểu sư đệ nhìn thư mời trầm ngâm, cung kính mời họ vào trong. Thế lực của hoàng tử Kim Vấn Đạo đã xuất hiện, còn đại vương tử của Nhung tộc đọc không hiểu nội dung trên bức thư, nên chưa từng phái người đến, ngoại trừ chư hầu khắp nơi, còn có hai con kiến nhỏ vô ý bò lên mặt bàn, chính là hai huynh đệ Lưu Phát Tài. Bởi vì phòng khách đã đầy, nên thư viện tạm thời bố trí cho họ ở đây. Lưu Phát Tài cảm kích vô cùng, tiểu đệ nhìn thấy sách là sáng mắt, liền xin phép thư sinh cho mình được đọc sách ở nơi này, thư sinh cũng vui vẻ đồng ý. Lưu Phát Tài muốn xin được làm việc ở đây lâu dài, hắn tự khoe bản thân rất nhanh nhẹn, sức lớn, những việc vặt trong thư viện đều có thể làm được, hơn nữa hắn còn có rất nhiều bằng cấp đủ các loại nghề như bắt cá, buôn cần, thở thức ăn cho chim, vân vân. Thư sinh khó xử, phu tử không thích thư viện có nhiều người, chuyện này ta không làm chủ được, hai người vẫn phải đi hỏi ý phu tử thôi, Lưu Phát Tài cảm kích đa tạ.
Người áo nâu cho rằng, để người ngoài vào tàng thư lâu ở chỉ sợ có chút không ổn thỏa, tóc tím thoải mái, sách ở nơi này đều là bản phụ. Các bản chính đều ở thư phòng của sư tôn, có chút hư tổn cũng không sao, dù sao thư viện cũng thích người ham học. Phòng khách của thư viện, Ẩn Nương vừa ra ngoài trở về, đã nghe được chút tin tức, những người tập hợp dưới núi đều là vì tham gia đại hội tổ chức phục ma, mà đối tượng treo thưởng chính là Trình Đại Lôi. Báo Uyển Nhi lúc này mới lo lắng, sợ bản thân chính là con mồi dụ hắn đến đây chịu trận. Ẩn Nương an ủi, cái tên đó bị bọn họ đả thương được mới là lạ, đại hội phục ma đối với hắn chỉ là trò đùa mà thôi. Báo Uyển Nhi buồn rầu, ngươi nói hắn có đến tìm ta không? Ta rất muốn hắn đến, nhưng lại sợ hắn gặp nguy hiểm, lỡ tên tay thối nào đó thật sự bứt được chuối của hắn thì sao? Ẩn Nương vỗ đầu, ngươi đã dũng cảm tỏ tình, kết quả hắn lại mặc xác ngươi mà đi, sau đó ngươi lại không màng đường xa đến Lương Châu tìm hắn, hắn biết mà còn không đến nữa, loại đàn ông thối đó, ta dù có mất mạng cũng phải khiến hắn hóa vàng tại chỗ. Trong lúc này, tiếng hắt xì vang vọng cả núi, Trình Đại Lôi gãi gãi mũi, đi nhanh đi, sơn trại còn có nhiều bệnh nhân đang đợi các ngươi nữa. Diana giúp ta chăm sóc con gái thật tốt nhé. Cả đám nhanh chóng tiễn biệt hắn, Ngư Nữ vẫy vẫy tay thể hiện uy tín. Tâm an ủi, có Ngư Nữ hộ tống, còn phải lo cho con gái sao? Trình Đại Lôi đăm chiêu, không lo sao được, nhưng có một báo thủ quan trọng khác cũng đang tìm ta, đi thôi. Đỉnh núi thư viện Vạn Quyển, phu tử vẫn đang nhàn nhã chờ đợi, tranh thủ sáng tác vài bài rap lưu truyền thiên hạ, ngày hoa đào dụng đã sắp đến. Phòng khách của thư viện, Tống Bá Canh một mình nghiên cứu thông tin thu thập được về phu tử và thư viện mấy ngày qua, trong đó có cả sách của Tư Mã Thiến. Thập nhị hiền nhân chỉ nghe mệnh lệnh của phu tử, dù có phái người lùa gà, mỹ sắc lộc hậu đều không có tác dụng, ngược lại còn bị cười cho thối mũi. Đế quốc có một thế lực mạnh như vậy, lại không thể sử dụng khiến bọn họ có chút ngứa ngáy. Hắn vẫn không biết rõ phu tử rốt cuộc là ai, thiên hạ đại loạn lại tự dưng lòi ra, mà quyển sách của Tư Mã Thiến mặc dù bị chê hành văn như hạch, sọ lìn chém gió ảo tung chảo, nhưng hắn lại cho rằng khả năng thật rất cao, và mạnh phu tử này rất giống với kiểu như Thôi Lộng Hải, Từ Thần Cơ, Thiên Tứ Đạo Sĩ, bọn họ đều là có sức mạnh siêu việt, quái lực loạn thần. Tống Bá Canh không cam tâm, cảm giác như đám người này nếu nhập thế tranh đoạt quyền lực, ở trước mặt họ đám Thôi Tương chỉ như trò cười giúp bọn họ giải tỏa mỗi khi đi nặng. Đây chính là khoảng cách giữa Thôi Tướng và Trình Đại Lôi, hắn hận Trình Đại Lôi vì đã giết Thôi Lộng Hải, nếu không bọn họ cũng đã sở hữu loại sức mạnh thần dị này. Hắn âm thầm tính toán, nếu thế gian có người như phu tử, thì trên đời này chắc chắn cũng có người mang sức mạnh thần dị đang ẩn nấp trong bóng tối, nếu như có thể chiêu mộ và sử dụng sức mạnh đó thì bọn họ chắc chắn sẽ có phần thắng. Nhưng hiện tại tình hình trước mắt, thư viện là nơi trung lập, hắn phải tìm cách giành được lợi ích trong lần này. Trong khi đó khả năng binh quyền của Úy Trì Ly đã bị đại hoàng tử dần dần thâu tóm, nên lần này hắn mới bị phái tới đây, nếu là người không binh quyền hắn không có gì phải sợ. Quân sư của Tiêu Giao Vương chỉ bận rộn chiêu mộ người giang hồ gia nhập đội ngũ, hơn nữa thực lực lục hoàng tử quá kém, không đáng để vào mắt. Công chúa đã tới đây nhưng lại không ở cùng Trình Đại Lôi, chỉ có thể là vì Trình Đại Lôi kia là hàng giả. Thuộc hạ truyền tin tới báo, tình báo của Nhung tộc đã có. Ba bức tranh trước mặt chính là những kẻ đại diện lần này của Cửu Vương tử Kim Vấn Đạo. Yến Vô Quy, tính tình nóng nảy hay nát rượu và có tiền sử động kinh, nhưng được cái khi tỉnh thì rất mến người, hai năm nay đột nhiên mạnh bất thường, chỉ một kiếm khổng lồ đã có thể quét sạch thảo nguyên. Hắc Trinh vợ của hắn, tiểu sư muội đồng môn, thủ đoạn vô tình độc ác. Nghe nói đôi vợ chồng này cực kỳ ân ái, có nhiều nữ nhân ôm mộng với Yến Vô Quy nhưng hắn đến giờ cũng chỉ cưới một mình Hắc Trinh. Tây Nhan Bộ Ô Từ Mộc, Tống Bá Canh thấy hắn có vẻ quen quen, tên này đã từng hợp tác với bọn họ, hơn nữa còn có thủ giết quân, đoạt vợ với Trình Đại Lôi. Chính là vào 2 năm trước, thủ lĩnh Tâu Nhan Bộ Cờ giúp Phàn Lê Hoa của Lạc Ngọc Trại đến tận nhà trồng cây si nhưng lại bị Trình Đại Lôi đổ axit tận gốc. Tống Bá Canh cười đều, người của Nhung tộc không phải là hạng người có thể nuốt trôi cục tức này, dùng bọn chúng làm kế ly gián là tốt nhất. Đem lá thư này cho thủ lĩnh Tây Nhan Bộ, cứ nói ta muốn hợp tác với hắn đối phó Trình Đại Lôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.